Sư, con thấy trong cuốn Vi Diệu Pháp Cơ Bản có nói tạng kinh có 21.000 pháp uẩn, pháp môn. Tạng luật có 21.000 pháp uẩn, tạng luận có 42.000 pháp uẩn. Xin sư giải thích cho con hiểu từ pháp uẩn. Từ uẩn trong pháp uẩn và từ uẩn trong ngũ uẩn giống thì khác nhau như thế nào? Thì thưa quý vị đó, cái pháp uẩn á, thâm mắc khanh thá, thì cái từ khanh thá nó có nghĩa là tổ hợp, một cái tập hợp. Thì cái pháp uẩn là gì? Là một tập hợp những cái lời dạy, một tập hợp pháp, mà pháp ở đây có nghĩa là lời dạy. Thì pháp uẩn là tập hợp những cái lời dạy, mà lời dạy của ai? Lời dạy của Đức Thế Tôn, lời dạy của chư Thánh Tăng. Bởi vì ở trong Trưởng Lão Kệ, ngài Ananda, ngài nói là khi mà ngài tổng hợp lại đó, thì bao gồm ngoài trừ cái lời dạy của Đức Phật thì còn bao gồm lời dạy của các bậc trưởng lão nữa, thì nó mới đủ là 84.000 đấy. Mà 84.000 ấy, quý vị đọc kinh ấy, quý vị cũng thấy là có những bài kinh như là kinh Phúng Tụng, kinh Thập Thượng, thì Đức Phật không có thuyết, mà ngài Xá Lợi Phất ngài thuyết. Và sau đó Đức Phật khẳng định đấy, thì do đó các ngài vẫn đem vào trong cái tập kinh tạng luôn, chứ không đơn thuần là chỉ có lời dạy của Đức Phật không thôi. Một cái nữa, tức là đã gọi là tổng hợp các lời dạy, thì đó mỗi một lời dạy được tính là một. Ví dụ như trong kinh Thập Thượng, ví dụ như là ở đây có một pháp có nhiều tác dụng, đây là một pháp nên tu tập, đây là một pháp nên từ bỏ. Xem ví dụ ba cái nha, thì nó là ba pháp uẩn rồi, mình đã tính là ba rồi, chứ mình không thể nào mình gom nguyên một bài kinh đó mà mình tính là một, không đúng. Mỗi một cái lời dạy ở trong đó nó được tính là một. Rồi cho đến đây là sáu pháp có nhiều tác dụng, đây là sáu pháp nên được tu tập, đây là sáu pháp nên được từ bỏ, ví dụ như vậy. Thì nó thêm ba nữa, cứ như vậy đó, đếm và cộng dần lên ha. Còn do khanh thá nó là cái nghĩa là tổng hợp, cho nên ý, cái ngũ uẩn ý, thì cũng vậy thôi, nó là cái sự tổng hợp của năm cái là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, nó là cái sự tổng hợp. Thì cái từ uẩn ở đây là nó là như nhau nhé.